Kính chào quý vị và các bạn. Hiện có một khối không khí lạnh đang dịch chuyển xuống khu vực miền Bắc nước ta và dự báo trong đêm nay thì nó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực vùng núi. Không khí lạnh về sẽ gây mưa dông từ đêm nay đến hết ngày mai trên toàn khu vực miền Bắc và cảnh báo ở khu vực vùng núi và Trung Du thì sẽ có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to với lượng trên 120mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn có thể gây ra sạt lở đất ở khu vực vùng núi. Nhiệt độ dự báo có xu hướng giảm rõ vào ngày mai. Vùng núi như là Cao Bằng và Lạng Sơn thì trời chuyển rét 18 đến 19 độ. Còn thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố khác, nhiệt độ sẽ giảm xuống 22 đến khoảng 24 độ, trời chuyển lạnh. Không khí lạnh cũng gây ra một đợt mưa lớn cho khu vực Trung Bộ từ đêm mai. Còn trong ngày mai, chỉ riêng Thanh Hóa là trời có mưa rào bất chợt, 25 độ. Còn từ Hà Tĩnh trở vào Nha Trang thì ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Nhiệt độ ở đây là từ 29 đến khoảng 31 độ. Trái lại, thời tiết ngày mai ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, nhiệt độ dễ chịu 30 đến khoảng 31 độ. Ở Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác thì nhiệt nóng hơn 32 đến khoảng 34 độ. Trên biển từ sáng mai, thời tiết sẽ chuyển xấu. Khu vực Vịnh Bắc Bộ và huyện đảo Hoàng Sa, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Huyện đảo Trường Sa cảnh báo có mưa dông rải rác, khả năng xảy ra cả lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.